Rồi, hello cả nhà ơi, đó, sách xong rồi cả nhà. Giờ bằng tay nữa rồi, lọt tôn lên đó, mấy tấm tôn thôi. Đó, chắc bề ngang này chắc 6 tấm nè cả nhà. 6 tấm tôn. Rồi, làm dách cái lên cái nén nữa xong. Rồi. Sáng trợ của Tây Ninh nha cả nhà. Rồi, sáng trợ của Tây Ninh ngay nhà. Tính dừng dách nhưng mà giờ gia đình người ta có đi dừng tôn rồi. Có tôn dừng tôn rồi thành thử trở về. Thì tính dừng dách bầu. Tính án bằng lá. Nhưng bây giờ nhà kêu là tính án bằng tôn luôn. Dư dư lá luôn, đem về lắp, đem về lại luôn hết. Dư rồi đem về làm người khác nha sao không? Nói vậy đó. Cho hết chưa, cho hết chưa. Sao chở xuống cho nó nặng xe đó, bây giờ nó chuẩn bị chở về đó. À, mời nhà ơi. Cách xong rồi cả nhà. Tiếng nữa. Tiếng nữa xong rồi. Tiếng xong. Giờ là lên đồng tay cái là lọc tôn cái nữa lên là xong. Đó, xong rồi đúng rồi. Ừ. Để hai xiên nữa, hai xiên chịu chính giữa nữa đó, hai xiên chịu được á. Hai xiên giữa nữa. À, hai xiên giữa nữa, cho nó cứng. Cả nhà nó cứng khừ luôn á. Lọc lên chảnh rồi mình đi chạy ầm 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 ầm. Hai xiên nó mới leo lên lọc rồi. Ừ. Không có leo lên lọc đâu được. Nó về đưa xiên lên đó. Đang bắn dách vô nha cả nhà. Dạ chú ăn đi. Rồi bạn đứng được. Rồi. Hả?
đẩy xuống ha. Chừng 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 chừ